chịu. Mấy người mà nói kim cương cô Hằng là kim cương giả là mấy người sân si á. Đúng rồi. Không có được. Tại vì người ta thấy mẫu cái người ta nói giả. Cái sao mà theo dệt ra như vậy á, sân si á. Tại vì biết sao không, cái người đẹp ơi, cô Hằng á, cái tầm cô Hằng á, có nhiều khách vô hỏi nghe chị Nga, chị đã bán được viên kim cương này cho cô Hằng chưa? Chị Nga làm gì có cửa bán kim cương cho cô Hằng. Cô Hằng á là mua kim cương là từ đâu mấy chị biết không? Cô Hằng là mua kim cương từ dân buôn kim cương mà tay buôn lớn của thế giới luôn á. Tức là một trong những nhà cung cấp kim cương cho Nga là nhà máy sản xuất kim cương ở Ấn Độ, là cô Hằng mua ở bên đó 3 viên. Và bên đó xác nhận lại với Nga luôn là tụi tao đã từng bán cho cô Hằng 3 viên. Ghê thiệt. Cô Hằng mua cỡ đó không à, chứ cô Hằng không có mua qua những cái người bán lẻ như Nga. À, mà mấy chị thấy ngay cả cái chiếc nhẫn mà em đeo hả, là nghe cũng phải ao ước biết bao lâu luôn. Cái chiếc này của em có mười mấy tỏi, không bằng một cấp nhỏ một xíu. Những cái thứ mà cô Hằng đang đeo, đang có trong cái hộp đó của cô Hằng, cái này chắc cô Hằng không thèm đeo đâu. Và đeo cái chiếc nhẫn 1000 tỏi nó bự bự như thế này nè ha. Không có một nhà bán lẻ kim cương nào mà ở Việt Nam mà bán được cho cô Hằng đâu, thực sự luôn á, đảm bảo. Và ngay cả nhà bán lẻ kim cương trên thế giới cũng không bán được cho cô Hằng nữa. Cô Hằng là mua của những, của nhà máy, của những tay buôn lớn của thế giới. Và những viên kim cương của cô Hằng là những viên phải đấu giá mới mua được. Bây giờ ví dụ có người đang mê cái viên mà cô Hằng kêu 1000 tỏi đó là bao nhiêu à, cái viên đó chị Nga thấy hình như mọi người đã tới là 40 mấy triệu đô lận á, mấy chục triệu đô lận á. Nhưng mà cô Hằng mà bán lại mà 1000 tỏi là cô Hằng bán là 40 triệu đô á, thì bây giờ hả, trên thế giới không có một viên giống vậy. Viên thứ hai, mà thí dụ một ông tỷ phú ở Mỹ đi, thí dụ Mark Zuckerberg đi, thích mua viên đó để tặng cho vợ quá, cái xong rồi thông báo cho tất cả tay buôn trên toàn thế giới, buôn kim cương trên toàn thế giới, kiếm cho tôi cái viên giống như vậy để tôi tặng vợ tôi ngày cưới. Thì Mark Zuckerberg là quá giàu rồi đúng không cả nhà? Tài sản của người ta là mấy trăm tỏi đô la ha, người ta mua vài chục triệu đô một chiếc nhẫn là rất là nhỏ. Cho nên là bắt đầu các tay buôn trên thế giới lùng sục quá trời, không ở đâu có hết. Cái phát hiện ra à, cái bà đang giữ cái viên đó là cái bà Hằng ở Việt Nam. Cô Hằng của mình. Đúng, chỉ có chị Hằng ở Việt Nam là đang giữ cái viên mà y chang cái viên mà ông đang, mấy cái nhà máy sản xuất kim cương của em á. Mấy ổng vô, mấy ổng xác nhận là mấy ổng có bán được cho cô này 3 hộp. Nó khoanh tròn cái hộp nào nó bán luôn, và nó bán bao nhiêu tiền luôn, nó bán năm nào luôn. Bởi vậy mọi người nói là giả, làm sao giả được. Trời ơi, dân trong nghề của người ta nè, mấy chị nhìn nó hết hộp đó. Nè, ta nói hả, hộp hả, kim cương vàng, kim cương trắng, kim cương hồng, má ơi, kim cương hồng đủ màu luôn. Đó, đủ màu hết trơn luôn. Mà mấy cái này hả, chưa khủng khiếp nữa. Rồi cái đống này nghe đã thấy khủng khiếp rồi hả, còn qua hả, mấy chị coi nè, mấy cái bộ, trời ơi má ơi, mấy cái bộ mà vòng dây cổ của cô Hằng nè, trời ơi, đây mấy cái bộ nè má ơi, tôi không biết nói đường nào. Bởi vậy em nói hả, mấy cái công ty mà kinh doanh kim cương lớn ở trên thế giới mà cũng còn không có cửa mà có nhiều giống như cô đâu. Cô nói thiệt á, cô nói trên live mọi người, nó không phải cô nói nổ nè, mấy bộ như thế này nè mấy chị, trời ơi, không biết là bao nhiêu bộ luôn á, mười mấy bộ, mấy chục bộ đó nè, trời ơi. Đây nè, mấy cái bộ này nè, mọi người nhìn cái bộ của cổ, toàn bộ là kim cương hết nè. Đó, mấy cái bộ này, mấy cổ nói là những cái nhà mà bán kim cương lớn trên thế giới chưa có được những cái bộ giống như của tôi, chưa có nhiều giống như của tôi, là cổ nói thiệt chứ không phải cổ nổ đâu nha. Cái đó là cổ nói thiệt á. Và em nhìn mấy cái bộ này em biết là kim cương thiệt nha, nhà mình này là kim cương thiệt nha, chứ không phải là kim cương giả đâu nha. Mà những cái bộ này hả, tầm phải vài triệu đô, vài chục triệu đô là chuyện bình thường đây. Trời má ơi, trời ơi, tôi coi tôi nhức đầu luôn. Tôi bán kim cương mà tôi coi tôi nhức đầu luôn. Bây giờ quá khủng khiếp. quá khủng khiếp luôn. Thấy không mọi người, kim cương bự là phải mua bằng như vậy đó. Và những cái người mà sở hữu kim cương giống như cô Hằng, mọi người không có thể định giá được đâu. Mọi người không có thể định giá được những cái viên đó. Tại vì viên đó nó không có viên thứ hai trên thế giới, và muốn bán bao nhiêu cũng được. Và ăn thua là cái người muốn mua là cái người đẳng cấp, và cái người đó chỉ muốn cái thứ đó thôi. Kim cương thiên nhiên là nó ở chỗ đó, tức là mọi người sẽ không tìm được một viên thứ hai giống như vậy, là nó bị vô độ hiếm á. Mấy chị á hả, có nhiều chị cứ kêu nó là hả, trời ơi, xài kim cương làm gì hả, là lỗ, mua kim cương là lỗ. Thật sự giống như cỡ chị em mình ha, mà mình xài 5-7 ly, 10 ly trở lại, 11-12 ly trở lại, lỗ chắc
nha, lỗ chắc, nhưng mà tới cái đỉnh của cô Hằng rồi, không bao giờ lỗ mấy chị. Tại sao? Cô Hằng là cực kỳ thông minh luôn, không bao giờ lỗ với một cái những cái hộp kim cương đó của cổ. Tại vì hồi đó cổ mua 10 triệu đô thì tới cái thời điểm bây giờ cổ có thể bán 20-30 triệu đô, không những không lỗ mà còn rất lời. Và nó cái độ thanh khoản của nó, mọi người mua bán đất đai á, mọi người mua bán đất đai, mọi người bán một cái nhà, một miếng đất bự rất khó và mọi người lấy tiền mặt rất khó. Nhưng khi mà mọi người bán kim cương á là toàn bộ là tiền mặt hết. Chỉ có những cái dân mà tỷ phú cực kỳ giàu ở trên thế giới người ta mới chơi những cái thứ đó, và tiền mặt đối với người ta không thành vấn đề, đúng không? Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be with it. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be with it. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain.